Xin được chào mừng tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Đà Nẵng. Phía trước màn hình đây là biển Nguyễn Tất Thành quý cô chú anh chị ạ. Hiện tại kênh đang đứng ngay ngã ba giao nhau giữa đường Hồ Quý Ly và đường Nguyễn Thị Bãi, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Khu vực đông dân cư rất sầm uất, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Từ vị trí này thì cách biển Nguyễn Tất Thành khoảng 200m thôi quý cô chú anh chị ạ. Và video ngày hôm nay kênh xin review giới thiệu đến cho tất cả quý cô chú anh chị và các bạn một tòa căn hộ 3 tầng 3 mê gồm 15 phòng, hiện tại đang cho thuê thu nhập 35 triệu đồng trên một tháng. Và để xem căn hộ này nằm vị trí như thế nào, khu dân cư ra làm sao, xin mời quý cô chú anh chị và các bạn xem thực tế ạ. Phía trước đây là đường Nguyễn Thị Bãi. Đường Nguyễn Thị Bãi là đường 55 lề 3m, thông thoáng sạch đẹp, rất là gần biển Nguyễn Tất Thành của cô chú anh chị ạ. Từ vị trí tòa căn hộ thì cách biển Nguyễn Tất Thành khoảng 700m thôi quý cô chú anh chị. Khu vực đông dân cư, thuận lợi vừa ở vừa kinh doanh. Khu vực dân cư đông đúc. Phía trước màn hình đây là tòa căn hộ đang chào bán đây quý cô chú anh chị. 3 tầng 3 mê full nội thất gồm 15 phòng, hiện tại đang cho thuê thu nhập 35 triệu đồng trên một tháng. Pháp lý sổ hồng riêng chính chủ sẵn, có thể mua bán giao dịch trong ngày. Diện tích đất là 135m², nhà đá hoàn công, diện tích sàn là 400m². Từ vị trí căn nhà thì cách biển Nguyễn Tất Thành khoảng 700m, cách trung tâm hành chính quận Thanh Khê khoảng 2km, trong vòng bán kính 2km trở lại thì rất là nhiều tiện ích như là trường học, nhà hàng, khách sạn, chợ, bệnh viện. Hiện tại tòa căn hộ này đang chào bán với giá là 5 tỷ 500 triệu đồng, gặp trực tiếp chủ nhà, thương lượng mạnh mẽ. Quý cô chú anh chị quan tâm mua đầu tư, mua ở hay giới thiệu bạn bè người thân thì hãy liên hệ tiếp qua số điện thoại. Xin cảm ơn ạ.